Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1 năm 2023 các địa phương đơn vị thuộc khu vực vụ địa bàn 2, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đến dự. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Vụ địa bàn 2 được Ủy ban Kiểm tra Trung ương phân công theo dõi 16 đơn vị và 7 tỉnh thành, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Trong quý 1 năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, công tác kiểm tra giám sát ở các đơn vị địa phương trong khu vực được đánh giá là chủ động hơn, triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch, đảm bảo đúng quy định, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương, đơn vị. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy thuộc vụ địa bàn 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình của cơ quan đơn vị và yêu cầu công tác xây dựng đảng để xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị, quyết định, quy định hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, quý 1 năm 2023, Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm trọng điểm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên vi phạm, chỉ đạo triển khai chương trình số 20 ngày 6 tháng 12 năm 2022 về kiểm tra giám sát của tỉnh Quảng Ninh năm 2023 với tổng số 13 cuộc kiểm tra, 12 cuộc giám sát, đồng bộ với chương trình thanh tra cấp tỉnh, thanh tra chuyên ngành cấp sở. Ban hành quy trình kiểm tra giám sát, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ trong đảng bộ tỉnh, chú trọng chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, cải cách tư pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên những kết quả tích cực, khởi sắc ở tất cả các lĩnh vực ngay từ đầu quý đầu của năm 2023. Tiếp tục giữ vững sự ổn định, đà phát triển của địa phương có tốc độ tăng trưởng GDP hai con số trong 7 năm liên tiếp, quy mô đứng thứ 3 ở phía Bắc và đứng thứ 7 cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP quý 1 năm 2023 ước tăng 8,06% và tổng thu ngân sách quý 1 đạt 14.870 tỷ đồng. Quảng Ninh tiếp tục nằm trong top đầu cả nước và là điểm sáng phía Bắc. Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị 23 đơn vị địa phương thuộc vụ địa bàn 2 tiếp tục bám sát chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 đã đề ra để lãnh đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo bài bản, đúng quy trình quy định, đảm bảo tiến độ. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Nhà nước quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động ra soát và chỉ đạo giải quyết triệt để các tồn tại vướng mắc tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, đầu tư công, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, công tác cán bộ. Nhấn mạnh năm 2023 là năm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, đồng chí đề nghị các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.